ta gọi cái đó là các cái tế bào đích ha. Đó thì nó tác dụng tại tế bào đích đó, thì chúng ta sẽ có ba cái cách tác dụng ha. Đó thì cái tác dụng, để cô lấy cái hình ra này. Cái tác dụng thứ nhất á, là tác dụng tại chỗ ha. Ví dụ như là trong các cái tuyến hình ống ở dạ dày mình đã học qua, thì ở đáy của các cái tuyến ống này chúng ta có những cái tế bào nhuận bạc ha. Những cái tế bào này nó bài tiết ra histamine chẳng hạn đó, hoặc là những cái tế bào ở tại đáy tuyến ống nó bài tiết ra somatostatin chẳng hạn đó, thì đó là những cái hormone, và hormone này nó tác dụng tại chỗ ha. Thì cái đó là chúng ta gọi là cận nội tiết ha. Mấy em đọc sách mấy em thấy là paracrine là cận nội tiết, nó không có bơm máu mà nó tác dụng ngay tại những cái tế bào lân cận đó. Cái kiểu thứ hai á, là mình gọi là tự nội tiết ha. Tự nội tiết là cái tế bào nội tiết đó nó bài tiết ra cái hormone, và cái hormone đó nó tác dụng ngay tại trên các cái thụ thể nằm trên các cái tế bào mà tiết ra nó ha. Thì đó là cái cơ chế autocrine tức là tự nội tiết tức là tế bào tự điều chỉnh lấy hoạt động của nó ha. Rồi cái cách thứ ba đó mình mới gọi là nội tiết, tức là endocrine ha. Endocrine đó là cái tế bào nội tiết nó tiết cái hormone nó vào máu và nó đi xa tới cái cơ quan đích để mà nó tác dụng đó. Cho nên là hoạt động của các cái tế bào nội tiết có thể là theo cái cơ chế tự nội tiết, có thể theo cái cơ chế cận nội tiết và theo cái cơ chế là nội tiết ha. Chúng ta có những cái từ autocrine ha, rồi paracrine và endocrine. Và như cô đã nói là cái nhạc trưởng của cái dàn nhạc này á, thì cái dàn nhạc nội tiết này đó là vùng hạ đồi ha, chủ yếu là tuyến yên. Tuyến yên là chịu tác dụng của cái vùng hạ đồi đó. Từ vùng hạ đồi thì chúng ta thấy là các cái hạ đồi nó bài tiết ra các cái hormone, những cái hormone này đa số là phóng thích, tức là kích thích tuyến yên, phóng thích ha, mình gọi là releasing hormone. Tuy nhiên nó cũng có bài tiết cái hormone ức chế nữa, tức là inhibiting hormone, nhưng mà cái phần mà nó bài tiết hormone ức chế là ít ha. Đó thì như vậy là chúng ta có hạ đồi bài tiết ra hormone phóng thích là hormone thứ nhất ha. Hormone này tới tuyến yên, kích thích tuyến yên bài tiết ra hormone thứ hai nha. Rồi hormone thứ hai này nó sẽ đi đến tuyến đích và nó sẽ kích thích cái tuyến đích bài tiết ra hormone thứ ba nha. Rồi cái hormone thứ ba này đó thì tùy cái nồng độ của hormone thứ ba trong máu nhiều hay là ít ha. Nếu mà hormone thứ ba trong máu mà nhiều quá thì nó sẽ ức chế trở lại tuyến yên ha. Cái hormone hai hormone ba mà nhiều quá thì nó ức chế cái hormone hai, tức là ức chế tuyến yên. Còn nếu mà nó nhiều quá thì nó có thể ức chế luôn cái vùng hạ đồi ha, tức là ức chế bài tiết cái hormone một luôn ha. Do đó là giữa cái hạ đồi tuyến yên và tuyến đích á, là mình có một cái cơ chế điều hòa ngược âm tính ha, mình gọi là negative feedback. Tuy nhiên không phải là trong cái hệ tiêu hóa lúc nào chúng ta cũng có negative feedback, chúng ta cũng có positive và feedback, tức là cơ chế điều khiển ngược dương tính. Điều khiển ngược dương tính là sao? Ví dụ như cái hormone 3 này nó được bài tiết ra, khi nó được bài tiết ra thì nó kích thích cái tuyến yên bài tiết thêm cái hormone 2, và cái nồng độ của hormone 3 tăng thì lại kích thích tăng bài tiết hormone 2, và cái đó chúng ta gọi là positive feedback. Và cái cơ chế feedback dương đó thì rất ít xảy ra nhưng mà vẫn có xảy ra trong cái hệ thống nội tiết. Bây giờ đó thì cô nói về tuyến yên và cái vùng hạ đồi đó, thì vùng hạ đồi là mình sẽ học ở cái phần chương thần kinh ha. Nhưng mà một trong những cái chức năng của vùng hạ đồi
đó là bài tiết các cái yếu tố giải phóng hoặc là ức chế xuống tuyến yên. Đó thì tuyến yên á, thì nó gồm có hai phần, đó là tuyến yên trước và tuyến yên sau. Tuyến yên thì nằm ở trong yên xương bướm, và ở đây mình có cái cuốn, trên này là mình có cái phễu ha, và nó tiếp nối ở phía trên là vùng hạ đồi. Thì ở đây á, mình phân biệt tuyến yên tuyến là phía trước ha, nó được cấu tạo bởi các cái tuyến cho nên gọi là tuyến yên tuyến. Còn cái tuyến yên sau á, là tuyến yên thần kinh ha. Tuyến yên sau á, nó là các cái neuron ở vùng hạ đồi này đó, nó bài tiết cái hormone, và hormone nó sẽ theo các cái sợi trục của cái neuron đó, từ cái vùng hạ đồi đi xuống tuyến yên, và những cái hormone đó được dự trữ ở tuyến yên. Vì vậy cho nên là hậu yên á, được gọi là tuyến yên thần kinh ha. Giữa cái, bây giờ mình nói về tuyến yên trước ha, thì giữa cái tuyến yên trước với lại vùng hạ đồi á, thì chúng ta có một cái mạng mạch máu ha. Cái mạng mạch máu này nó kết nối cái vùng hạ đồi với lại tiền yên ha. Do đó là những cái neuron ở cái vùng hạ đồi nó bài tiết cái hormone, nó sẽ đi theo cái hệ thống mạch máu này đi xuống tuyến yên ha, kích thích cái tuyến yên trước bài tiết. Đó thì bài tiết những cái hormone nào, đó thì mấy em có cái sơ đồ này, đó là TSH nó kích thích, nó sẽ vào máu tới tuyến giáp, bài tiết tuyến giáp, đây mình gọi là thyroid stimulating hormone. Mình có thể hiểu đó là kích giáp tố, đúng không? Hormone thứ hai là ACTH, tức là adrenal stimulating hormone, đó là kích thượng thận tố. Rồi cái hormone thứ ba đó là FSH, catecholamine stimulating, kích sự tự phát triển của các cái nang buồng trứng. Vì vậy cho nên mình gọi là kích nang tố. Và LH tức là luteinizing hormone, tức là cái hormone này nó kích thích rụng trứng ha, do đó là mình gọi là cái hormone gây rụng trứng ha. Cái FSH và LH này nó vừa tác dụng ở trên tinh hoàn, vừa tác dụng trên buồng trứng, chứ không có chỉ tác dụng trên buồng trứng mà thôi. Rồi đến cái hormone là tăng trưởng ha, mình gọi là TH, nó gây ra tăng hormone nữa, đó là endorphin. Endorphin là cái một phiên nội tác dụng là cao thần, tác dụng nó giống như một phiên mà mạnh hơn một phiên gấp 200 lần. Về tiếng yên sau thì như cô nói là đó là tiếng yên thần kinh ha, do đó là chúng ta có cái từ vùng hạ đồi xuống hậu yên. Thì các cái nhân hạ đồi, ví dụ như là những cái nhân cảnh não thất ha, hay là nhân tức thị, nó sẽ sản xuất ra hai hormone là oxytocin và DHEA. Hai cái hormone này cơ xương tử cung. Vì vậy cho nên trong những trường hợp mà chuyển dạ đó, thì cái oxytocin nó sẽ được bài tiết nhiều và nó gây co bóp tử cung để tống cái em bé ra ngoài ha. Ngoài ra đó thì cái hormone thứ hai đó là kháng lợn niệu là ADH ha. Thì cái này là anti diuretic hormone,
Thì cái hormone này tác dụng tại ống xa và ống gớt, nhưng mà chủ yếu là ở ống gớt ha. Đó thì nó sẽ làm tái hấp thu nước ở ống gớt và ống thận xa. Đó thì hai cái hormone mà oxytocin và ADH đó là do nhân cảnh não thất và nhân tức thị bài tiết ha, chứ không phải là do cái hậu yên bài tiết ha. Vì vậy cho nên hậu yên mình mới gọi là tuyến yên thần kinh nha. Oxytocin thì có vai trò là phóng thích sữa và làm co thắt cơ tử cung ha, còn ADH là tăng sự tái hấp thu nước tại ống thận. Đó thì hồi nãy cô có nói hormone tuyến yên trước rồi ha, đó là GH thì có tác dụng làm tăng trưởng, ACTH thì kích thích tuyến thượng thận, TSH thì kích thích tuyến giáp, FSH thì kích thích nang trứng, đúng không? LH là kích thích sự thành lập cái thể vàng ha, và hay còn gọi là hoàng thể đó ha, và prolactin là kích thích tạo sữa. Và như vậy thì hồi nãy tôi có nói là cái tuyến yên nó bài tiết là dưới sự hướng dẫn của cái hormone của vùng hạ đồi ha, do đó mình nói là vùng hạ đồi nó bài tiết ra thì cái hormone hướng tuyến yên, đúng không? Đó thì vùng hạ đồi bài tiết ra cái gì, đó là nó đa số các trường hợp là nó bài tiết yếu tố giải phóng, mình gọi là releasing hormone ha, đó là TRH tức là thyroid releasing hormone, là nó sẽ hướng nó tới cái tuyến giáp mà nó kích thích bài tiết ra TSH ha, của tuyến giáp. Rồi cái hormone hướng sinh dục tức là GHRH thì kích thích cái tuyến yên bài tiết ra FSH và NH. CRH thì kích thích cái thượng thận bài tiết ra ACTH. GHRH thì kích thích cái tuyến yên bài tiết ra growth hormone. Nhưng mà đối với growth hormone á, thì ngoài cái nó bài tiết yếu tố kích thích thì nó còn bài tiết yếu tố ức chế, cho nên mình có GHIH là ức chế bài tiết CH ha, và PIH tức là ức chế bài tiết prolactin. Bây giờ đó thì cô đi về cái chức năng sinh lý của các cái hormone của tuyến yên. Đầu tiên là mình nói về hormone tăng trưởng GH, thì chức năng mình cái cuộc bài của mấy em á là mấy em chú ý học cái phần chức năng chức năng của các hormone. Đó thì GH nó có tác dụng là kích thích sự tăng trưởng theo chiều dài, tức là làm cho mình cao thêm á. Đó thì mình ở trẻ con á thì ở cái tuổi dậy thì á, các cái xương dài ở cái đầu xương đó nó có cái sụn tiếp hợp ha. Ở tại đây á, thì chúng ta có quá trình tạo xương liên tục và làm cho cái xương nó dài ra, những cái xương dài giống như là xương đùi chẳng hạn ha, do đó là làm cho cái em bé nó cao lên ha, và cái quá trình này nó sẽ ngừng khi mà ở cái tuổi trưởng thành tức là khoảng 25 tuổi thì nó sẽ không, nó đóng cái đầu xương lại và mình không có cao thêm nữa ha. Đó thì GH nó có tác dụng là kích thích sự tăng trưởng theo chiều dài. Thứ hai là kích thích sự tổng hợp protein trong mô ha. Thứ ba là huy động mỡ để cung cấp năng lượng ha, huy động mỡ từ các cái mô mỡ, nó tăng chuyển hóa mỡ để lấy năng lượng ha. Rồi nó sử dụng ngăn sử dụng carbohydrate để cung cấp năng lượng, do đó làm cho tăng lượng máu ha. Do đó là nếu mà chúng ta có tăng bài tiết GH thì chúng ta sẽ bị tăng đường máu nha. Ngoài ra đó thì chúng ta có những cái hormone gọi là somatomedin. Thì cái growth hormone này nó có hai tác dụng, một cái tác dụng trực tiếp ở trên cái mô đích đó, thì nó sẽ làm cho ly giải tức là động viên các cái chất mỡ ha, và cái trên chất đường thì nó gây ra tăng đường máu ha, chất mỡ thì tăng thủy phân mỡ. Hai cái tác dụng này là ngược với lại insulin. Nếu mà đồng thời growth hormone nó tác dụng trên gan, làm cho tác dụng này là gián tiếp, là nó tác dụng trên gan làm cho gan sản xuất ra những cái yếu tố mà tăng trưởng mà giống insulin
ở đó mình viết tắt là IGF ha. Đó thì IGF này nó tác dụng trên xương thì nó tăng tạo sụn ha, rồi tác dụng trên mô cơ và mô mỡ thì làm tăng tổng hợp protein và tăng sinh tế bào ha. Và cái này á, thì tác dụng nó giống như lại insulin đó, cho đó là nó chúng ta thấy là gián tiếp nó tác dụng trên gan và nó gây ra tổng hợp các cái IGF ha. À, đó là những cái yếu tố trung gian cho tác dụng của CH trên sự tăng trưởng. Và cái khi mà chúng ta có cái bú và tuyến yên bài tiết nhiều growth hormone thì nếu mà cái người đó chưa tới tuổi trưởng thành, hai cái đầu xương nó chưa có đóng lại thì nó sẽ gây ra bệnh lý gọi là khổng lồ ha. Khổng lồ là cái người này là cao to nhưng mà tỷ lệ kích thước giữa các phần của cơ thể thì nó không có thay đổi ha. Do đó mấy anh cũng có thỉnh thoảng cũng có nghe nói đến những người khổng lồ ha. Còn nếu mà thiếu cái hormone GH, tức là vì lý do gì đó tuyến yên không bài tiết hormone GH thì bị cái bệnh lý gọi là lùn tuyến yên ha. Bệnh nhân bị lùn. Còn nếu mà khi mà mình bị bú tuyến yên mà lúc đó mình đã trưởng thành rồi rồi ở tuyến yên bắt đầu có bú á, thì bài tiết growth hormone á, thì mình không có cao thêm ha. Chiều cao thì vẫn là bình thường, tuy nhiên mình sẽ bị bệnh lý gọi là to đầu ngón ha. Là các cái chi đầu chi thì nó rất là to, các cơ quan là trong cơ thể là gan to, lách to ha. Các cơ quan nó đều to hơn người bình thường, tuy nhiên cái chiều cao á, thì nó cũng vậy, không có thay đổi gì cả. Thì đó là cái hormone GH ha. Đó thì bây giờ mình nói qua cái hormone ADH ha. Hormone ADH này á, là do hậu yên bài tiết ha. Đó thì hormone ADH á, là nó là kháng lợi niệu ha. Nếu mà mình nói tiếng Việt là kháng lợi niệu ha. Đó thì ví dụ những trường hợp mà chúng ta mất dịch ha, mà bị mất máu hay là bệnh ối mửa là tiêu chảy, mình bị mất dịch nhiều quá thì cái thể tích máu nó giảm xuống ha, và do đó là nồng độ thẩm thấu của huyết tương nó tăng lên. Do đó khi mà tăng nồng độ thẩm thấu của huyết tương á ha, thì máu khi mà nó lên vùng hạ đồi á thì nó sẽ kích thích các cái thụ thể với lại nhạy cảm với áp suất thẩm thấu ở vùng hạ đồi ha, làm cho vùng hạ đồi bài tiết ra ADH ha, dự trữ ở tuyến yên, đồng thời là cũng kích thích tuyến yên sau bài tiết ra ADH ha. Đó thì phóng thích ADH vào máu, và ADH vào máu thì đó đi đến ống thận, chủ yếu là ống gớp ha. Nó làm tái hấp thu nước ở ống gớp ha. Đó, do đó là nước tiểu khi mà bắt đầu vào ống gớp á, là có khoảng 18 lít trong ngày ha, và nước sẽ được hấp thu lại, tăng cái hấp thu nước lại, và tăng hấp thu nước lại á, thì cái thể tích máu nó sẽ tăng lên ha. Do đó là giảm nồng độ thẩm thấu của huyết tương ha, và do đó thì nó sẽ ức chế trở lại tuyến yên không bài tiết thêm ADH nữa ha. Do đó là chúng ta sẽ có bài tiết ADH, và tác dụng chính của nó là tái hấp thu nước ở ống thận. Do đó ADH có vai trò điều hòa nồng độ thẩm thấu của huyết tương. Hậu yên bài tiết ra oxytocin. Đó thì oxytocin nó làm tác dụng là gì? Đó là khi mà chuyển dạ thì oxytocin nó sẽ làm tăng co bóp cơ trơn tử cung để đẩy em bé ra ngoài. Thì cái kích thích này nó là phản xạ. Ở đây là đầu em bé khi mà nó xuống thì nó sẽ kích thích cái cổ tử cung ha. Rồi chúng ta có những cái xung động thần kinh từ cái cơ tử cung từ cổ tử cung, chứ đây là cổ tử cung, nó sẽ truyền về não bộ ha, về cái vùng hạ đồi. Đó thì kích thích tuyến yên bài tiết ra, thật ra các cái nhân ở vùng hạ đồi bài tiết oxytocin và đồng thời kích thích tuyến yên phóng thích oxytocin vào trong máu ha. Oxytocin vào máu đến tử cung và nó làm co, nó tăng co thắt tử cung để đẩy em bé ra ngoài.
Đó thì oxytocin đó là một cái hormone, nhưng mà đồng thời ở trên cái điều trị á, thì oxytocin cũng là một cái thuốc để dục sanh đó. Ví dụ như nhiều người á, là cái tử cung nó co kém, cái chuyển dạ nó trì trệ quá, thì người ta có thể cho truyền oxytocin vào trong cái tĩnh mạch đó, thì chỉ riêng là cái tốc độ rất là chậm, và khi mà chúng ta truyền á, thì chúng ta phải bắt những cái cơn gò tử cung, tức là chúng ta phải có cái máy theo dõi các cái cơn gò tử cung, chúng ta truyền với cái liều nó phù hợp ha, thì nó sẽ làm tăng cái cơn gò tử cung để mà cái quá trình chuyển dạ nó xảy ra tốt hơn ha, mình gọi là dục sanh đó ha. Còn nếu mà mình cho truyền oxytocin mà cái nồng độ nhiều quá thì nó làm cho tăng co bóp tử cung lên, thì nó gây vỡ tử cung ha. Do đó là khi mà mình dùng oxytocin thì chúng ta phải rất là cẩn thận, nhưng mà đó là một trong những cái thuốc để mà giúp cho dục sanh. Đối với lại em bé thì sau khi sanh ra xong á, thì thường là bú mẹ chưa có sữa. Trong ngày đầu vừa sanh ra xong vài tiếng hồi sau là ca đề nghị là cho em bé nút bú mẹ. Thì khi mà em bé nút bú mẹ đó thì nó sẽ có những cái xung thần kinh ha, những cái xung thần kinh nó truyền đến vùng hạ đồi ha, và từ đây á, thì nó bài tiết ra oxytocin, và cái thích thiết viên phóng thích oxytocin vào máu. Oxytocin nó đi đến cái các cái ống dẫn sữa ha, nó làm co thắt cái cơ trơn của các cái ống dẫn sữa và phóng tinh sữa ra ngoài miệng em bé. Thì thường khi mà em bé mới nút những cái nút đầu tiên á, thì không có sữa ha, nhưng mà phải nút thì mình mới có cái phản xạ này ha. Thì tiếng yên á, là nó bài tiết prolactin để tạo sữa và bài tiết oxytocin để phóng thích sữa ra ngoài. Thì cho cái lần nút sau á, thì sẽ có sữa. Và ở đây là một cái phản xạ tự nhiên, và nó tự cái cơ thể người mẹ đó là nó điều chỉnh cái lượng sữa phù hợp với nhu cầu của em bé. Những em bé mà bú sữa mẹ đó thì nó bú sữa mẹ nó bú bao lâu á, thì cái lượng sữa mà nó lên trong cái lần sau á, thì nó sẽ đúng bao lâu đó để đủ cho em bé bú. Ví dụ như em bé còn nhỏ đó thì nó bú ví dụ 5 phút đi ha, thì cái lần sau á, cái sữa nó lên đúng 5 phút cho em bé bú. Rồi khi mà em bé lớn chút nữa á, thì nhu cầu sữa của nó tăng lên là nó phải bú 10 phút, 15 phút, ví dụ hay nửa tiếng đó. Thì tùy theo nhu cầu của em bé thì cái lượng sữa nó sẽ lên đủ để cho em bé bú. Do đó là trời sinh ra đó thì em bé không có cần bú sữa bò ha. Sữa mẹ là đủ để cho em bé bú rồi, không có cần bú sữa bò ha. Và đây là cái bình sữa tự nhiên. Bình sữa này là nhiệt độ thì lúc nào cũng ổn định là khoảng 38 độ ha. Về cái thành phần của sữa mẹ thì nó đúng đáp ứng nhu cầu của em bé ha. Và cái phản xạ qua cái oxytocin này thì nó cũng là đáp ứng đúng cái nhu cầu của em bé. Cho nên là ở một cái người bình thường thì không có cần thiết phải cho bú sữa bò. Cô nói về tuyến giáp ha. Đó thì tuyến giáp thì nó nằm ở ngay cái trước nằm dưới sụn giá, là nằm trước quả. Thì về mặt cấu tạo vi thể thì tuyến giáp nó có cấu tạo bởi các cái nang, gọi là nang tuyến giáp, ở những tế bào nang, và bên trong á, thì nó có chứa một chất keo ở bên trong nha. Và ở đây là các cái vùng mô kẽ ha. Đó thì cái chất keo nó có chứa một protein là tyroglobulin ha. Đó thì cái tổng hợp của hormone tuyến giáp thì
nó sẽ theo máu đi đến tuyến giáp, thì nồng độ iốt ở trong tuyến giáp cao hơn là nồng độ máu là nhiều. Nó muốn lấy iốt nào á, thì ở đây chúng ta phải có một cái bơm iốt ha. Đó thì mấy em thấy lấy cùng với lại natri, đây là chúng ta có một cái bơm iốt ha. Như vậy là iốt nó sẽ được lấy vào máu và được chuyển trở vào trong tế bào ha, là qua cái bơm iốt ha. Đồng thời tế bào đây là tế bào nang giáp ha. Cái khâu số 1 này là tế bào nang giáp, nó có khả năng tổng hợp men và tổng hợp thyroglobulin. Thyroglobulin là một cái protein ha. Là nó có cái nó là giống như là cái khung để mà gắn các cái iốt vào ha. Thyroglobulin được tổng hợp thì được đưa vào ở trong lồng của cái nang giáp ha. Và iốt nó sẽ được lấy vào, xong rồi nó được đưa vào trong lồng của nang giáp nha. Ở tại lồng của nang giáp, tức là quá trình số 3 này, thì mấy em có men, mình có cái men nó sẽ gắn cái iốt vào trong cái phân tử thyroglobulin. Nếu mà nó gắn 3 iốt thì chúng ta có triiodothyronin, nếu mà nó gắn 4 iốt thì chúng ta có tyroxine, hay còn gọi là T4 ha. Rồi cái phức hợp này sau khi gắn rồi á thì nó lại được lấy vào trong cái tế bào nang giáp trở lại ha. Và khi mà nó lấy vào tế bào nang giáp trở lại thì chúng ta có men sẽ tách cái iốt này ha, thì tách cái T3, không phải tách cái iốt mà tách cái T3 và T4 ra khỏi cái protein chở nó là thyroglobulin ha. Và sau đó thì T3 T4 nó sẽ được thải vào trong máu ha, và đi vào trong máu, thì đó là cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp ha. Và đây là mấy em có hormone tuyến giáp được tổng hợp từ cái nhân từ cái khung là tyrosine ha. Đó là tyrosine nó sẽ được trùng hợp ha, và sau đó được gắn cái iốt vào, thì đây là cái công thức của T4 ha, tức là tyroxine. Đây công thức của T3 là triiodothyronin. Và nếu mà iốt nó gắn ở các cái vị trí này thì chúng ta gọi là T3 ngược, tức là dạng không hoạt động của T3. Ở đây thì chúng ta sẽ chú trọng về chức năng sinh lý của hormone tuyến giáp nha. Đó thì hormone tuyến giáp nó có tác dụng gì? Đó là tăng chuyển hóa trong tất cả các cái tế bào của các cơ quan. Ở đây là tăng tốc độ chuyển hóa ha. À, tăng chuyển hóa thì đương nhiên là tăng tiêu dùng oxy, đúng không? Do đó là tăng hô hấp do tăng tiêu dùng oxy. Và tăng tăng chuyển hóa thì nó tạo ra nhiệt ha, do đó là chúng ta có tăng sinh nhiệt, tăng đổ mồ hôi để thải nhiệt, đúng không? Tăng chuyển hóa thì nó kích thích cái tim, làm cho tăng co bóp cơ tim và tăng nhịp tim. Do đó là tăng cung lượng tim để tăng lưu lượng máu đi đến mô ha, và tăng sử dụng những cơ chất. Cơ chất ở đây á, là đường đạm mỡ đó ha, để cung cấp năng lượng ha. Rồi cái thứ hai là kích thích sự tăng trưởng. Đó thì nếu mà cái người đó chưa có trưởng thành thì nó kích thích sự tăng trưởng xương theo chiều dài ha, và kích thích cái tăng trưởng của hệ thần kinh trung ương. Và thứ ba là kích thích hoạt động của hệ thần kinh ha. Đó là chức năng chính của hormone tuyến giáp. Các bạn học học chính ở chỗ này ha. À, cô xin lỗi chút nha. Và cái giữa cái hạt đồi tuyến yên và tuyến giáp thì chúng ta có cái cơ chế feedback âm tính ha. Ở đây là hạt đồi bài tiết TRH kích thích tuyến yên, bài tiết TSH, TSH vào máu kích thích tuyến giáp, bài tiết T3 T4 ha. Ở mô ngoại biên á, thì T3 sẽ T4 sẽ chuyển thành T3, và T3 là cái hormone nó có tác dụng mạnh hơn là T4 nha, thì nó sẽ ức chế
chế trở lại Tuyên Yên ha, đây là ức chế trở lại Tuyên Yên và ức chế trở lại vùng Hạ Đồi. Cái cơ chế feedback này đó có mục đích là làm sao cho nồng độ của hormone tuyến giáp trong máu là khá là hạn định ha. Trong bệnh lý thì khi mà nồng độ hormone tuyến giáp, ví dụ như cái tuyến giáp của mình nó tăng hoạt động lên, đó thì chúng ta gọi là cường giáp ha. Đó thì khi mà chúng ta có cường giáp thì chúng ta có cái bú của tuyến giáp ha. Bú này nó tăng bài tiết hormone T3 T4 lên, đó thì bệnh nhân bị bệnh lý cường giáp. Ở những bệnh nhân bị cường giáp, mình còn gọi là cường giáp mà có bị lộ mắt á, mắt lộ ra ha, mình gọi là bệnh lý Bardet-Biedl ha. Thì bệnh nhân thường là có nhịp tim nhanh trên 100 lần trong phút ha. Bệnh nhân có da ẩm tại vì hay đổ mồ hôi ha. Nhiệt độ thân nhiệt thì hơi cao hơn người bình thường ha, tại vì tăng chuyển hóa lên ha. Rồi bệnh nhân có tăng huyết áp, tăng nhịp tim ha, bệnh nhân rất là mệt ha. Và nếu không có điều trị thì lâu ngày nó có thể đưa đến là suy tim ha. Đối với lại trường hợp mà giảm chức hoạt động chức năng tuyến giáp đó, thì người bệnh nhân cũng có thể bị suy giáp do thiếu giód ha. Và thiếu giód thì cũng làm cho cái tuyến giáp nó phình lên ha, nhưng mà nó là nhược giáp ha. Đó thì khi mà một người mà có cái bú cổ á, thì nó có ba cái tình huống ha. Mình phải thử cái hormone T3, T4 và TSH ở trong máu ha. Nếu mà T3, T4 tăng đó, thì là mấy em có cường giáp ha. Nếu mà T3, T4 không có tăng á, thì mấy em có bình giáp ha, tức là bú tuyến giáp nhưng mà lại không có tăng một con tuyến giáp mà cũng không có giảm một con tuyến giáp, thì cái đó chúng ta gọi là bình giáp. Thường bệnh nhân bình giáp thì nó không có triệu chứng gì hết ha. Và nếu mà mình thử T3, T4 trong máu mà giảm ha, thì là cái đó là nhược giáp ha. Do đó là đứng trước một cái bú cổ thì chúng ta chưa có giỏi kết luận ha. Chúng ta phải thử hormone tuyến giáp ở trong máu và thử TSH ở trong máu. Đối với lại trẻ con á, thì khi sinh ra có nhiều em bé nó bị nhược giáp là do mẹ nó có bú giáp, rồi mẹ nó dùng những cái thuốc kháng giáp, do đó nó cũng kháng lại cái tuyến giáp của em bé. Vì vậy cho nên sinh ra thì em bé có thể bị nhược giáp. Thì lúc mà bắt đầu cái sinh ra đó thì em bé nó cũng bình thường thôi ha, nhưng mà khi mà phát triển nhiều tháng tuổi á, theo dõi cái vận động tâm thần của em bé đó thì người ta thấy em bé nó hơi lừ đừ và nó không có thí dụ như 3 tháng thì nó biết lật rồi, mấy tháng nó biết ngồi á, thì nó lại không có diễn tiến giống vậy mà nó có vẻ là chậm cái phát triển tâm thần vận động đó. Thì cái người bác sĩ theo dõi người ta sẽ biết nhận biết được là có chậm phát triển tâm thần vận động. Tuy nhiên cái mà nhận biết được nó có nhược giáp hay không á thì cái đó là do cái kinh nghiệm của cái người bác sĩ. Nếu mà người bác sĩ đó nhận biết sớm trước 2 tuổi ha, thì điều trị rất là dễ dàng. Chúng ta chỉ cần điều trị bằng hormone tuyến giáp thôi thì cái phát triển tâm thần vận động nó sẽ trở lại bình thường ha, và cái hoạt động của em bé nó trở lại bình thường và em bé nó sẽ phát triển như một đứa trẻ bình thường ha. Còn ngược lại, nếu mà sau 2 tuổi mình mới nhận biết được cái đó là nhược giáp á, thì lúc đó em điều trị bằng hormone tuyến giáp thì tất cả những cái thay đổi về mặt thể chất thì nó trở lại bình thường, nhưng mà cái gọi là ngu đần á, thì là nó không có thể điều trị được, tức là em bé nó vẫn bị chậm phát triển tâm thần, nó bị khờ ha, mình nói là nó khờ hoặc là nó ngu đần. Do đó là cái việc chẩn đoán sớm một cái em bé mà nhược giáp trước 2 tuổi là rất cần thiết để mà chúng ta có thể điều trị nó ha. Và dĩ nhiên là những em bé mà nó bị thiếu hormone tuyến giáp nhiều bẩm sinh như vậy thì nó phải sử dụng hormone tuyến giáp suốt đời nữa đó ha. Rồi bây giờ thì cô nói qua cái sinh lý của tuyến thượng thận ha.
Đó thì tuyến thượng thận là hai cái tuyến mà nó nằm ở cực trên của thận ha. Ở đây là tuyến thượng thận bên phải và bên trái ha. Đó thì tuyến thượng thận đó bài tiết ra cái hormone gì ha? Đó thì về mặt mà môn học đó, thì đi từ ngoài vào thì chúng ta có vỏ thượng thận và bên trong là tủy thượng thận ha. Thì đây là hai cái tuyến nội tiết khác nhau ha. Vỏ thượng thận thì nó bài tiết ra những cái hormone mình gọi là corticosteroid. Chữ cortico có nghĩa là vỏ và steroid là bản chất của nó là steroid ha. Đó thì hormone mà của vỏ thượng thận thì đều là được tổng hợp từ cholesterol. Đó thì hormone của vỏ thượng thận có ba loại ha. Đó là cái loại đầu tiên á, là hormone vỏ thượng thận ảnh hưởng trên chuyển hóa muối khoáng, mình gọi là mineralocorticoid ha. Và mineralocorticoid là cái tên chung và cái hormone chính của nó đó là aldosterone ha. Thì aldosterone nó có tác dụng là tái hấp thu natri ở ống thận xa và ống gốc, mà trong cái quá trình tái hấp thu natri thì nó thải kali ra ngoài ha. Do đó là nó tham gia trong cái điều chỉnh cân bằng natri và kali máu ha. Cái hormone thứ hai là hormone vỏ thượng thận ảnh hưởng trên chuyển hóa đường, chúng ta gọi là glucocorticoid. Thì glucocorticoid nó gồm có nhiều chất nhưng mà cái chất chính của nó là cortisol ha. Thì tác dụng của cái hormone này là trên chuyển hóa đường ha, trên chuyển hóa mỡ và protein. Đó thì nó làm ly giải đường và làm tăng đường máu ha. Và nó có nhiều tác dụng nữa ha. Nó có tác dụng là làm giảm đáp ứng miễn dịch ha, do đó là điều trị hen suyễn ha. Rồi nó làm giảm stress nó có rất là nhiều tác dụng ha. Về cái nhóm hormone thứ ba là androgen, tức là hormone sinh dục nam, trong đó chất chính là dihydroepiandrosterone ha. Tác dụng của nó là gây phái tính thứ phát kiểu nam, ví dụ như là lông tóc mọc theo kiểu nam ha, rồi phát triển giống như kiểu nam. Bây giờ thì cô nói về mineralocorticoid thì mineralocorticoid là cái chất chính của nó là aldosterone. Đó thì aldosterone tác dụng lên trên ống thận xa và ống gốc. Đó thì nó làm gì? Thải natri và lấy ca vào. Thì natri này là thải ra trong lòng ống thận nha. Đó. Xin lỗi chứ, tái hấp thu natri và thải kali. Đó, thì natri đây là lòng ống thận, đây là máu ha, đây là tế bào biểu mô của ống gốc hoặc là ống thận xa. Đó thì natri được lấy vô ha, vào trong máu và thải kali ra vào ở trong lọc dịch ha. Về điều hòa bài tiết aldosterone thì là như thế nào? Đó thì khi mà cái huyết áp mình giảm xuống vì lý do là mất máu hay mất dịch, huyết áp tới thận nó sẽ giảm thì nó sẽ kích thích bộ máy kề cầu thận và tiết ra renin. Renin nó sẽ tác dụng trên một cái protein có sẵn ở trong máu là angiotensinogen. Angiotensinogen là do gan sản xuất. Ở nó mới là chuyển cái angiotensinogen này thành angiotensin 1, rồi angiotensin 1 nó qua phổi và nó chịu tác dụng của men chuyển angiotensin, mình gọi là ACE, tức là men chuyển angiotensin thành angiotensin 2, và angiotensin 2 nó làm cho co mạch, do đó làm tăng huyết áp lên. Đồng thời nó kích thích thượng thận bài tiết aldosterone. Aldosterone được bài tiết thì tái hấp thu natri, do đó là nước nó sẽ đi theo natri. Vì vậy cho nên là thể tích máu nó sẽ tăng lên trở lại. Do đó một đằng là mình có huyết áp tăng, một đằng là thể tích máu tăng.
Như vậy thì sẽ huyết áp nó sẽ tăng lên ha, và cái túi máu thận nó sẽ được tái phục hồi. Đó thì như vậy là chúng ta có aldosterone là một cái thành phần trong cái hệ thống RAA. Hệ thống RAA là cái hệ thống renin, aldosterone và angiotensinogen, angiotensin. À, thứ hai đó là glucocorticoid, đó là đại diện của nó là cortisone. À, thì cortisone về mặt chuyển hóa thì nó làm giảm dự trữ protein trong mô ngoài gan, tăng nồng độ glucose ở máu, tại vì nó làm ly giải glycogen để cho ra glucose, cho nên làm tăng đường máu và quy động axit béo từ mô mỡ. À, nó có khả năng là kháng stress. Stress là những cái kích thích mà nó gây hại cho cơ thể. Thì trong tất cả những trường hợp stress thì cơ thể mình đó hoặc là đối đầu với cái stress hoặc là chạy trốn ha, cả hai trường hợp thì đều phải sử dụng năng lượng. Do đó trong trường hợp stress thì chúng ta sẽ có bài tiết nhiều glucocorticoid ha, và glucocorticoid nó sẽ ly giải glycogen để cho ra glucose, nó làm tăng đường máu để có cái glucose để cho cơ nó sử dụng ha, hoặc là các cái mô ngoại vi nó sử dụng để lấy ATP. À, ngoài ra đó thì cortisone đó là có cái tác dụng là kháng viêm, chống dị ứng và ức chế đáp ứng miễn dịch. Ở do đó cái chỗ nào mà nó sưng á mà mình cho uống corticoid hoặc là thoa corticoid ở mấy cái chỗ mụn á, người ta cho cái thuốc thoa mụn bao giờ cũng có corticoid đọng ha. À, thì nó sẽ làm giảm bớt cái viêm, à, giảm bớt cái dị ứng, do đó là nó là cái thuốc rất là tốt, à, để dùng để làm giảm cái đau khớp. Đó thì ở người lớn tuổi á, thì ở tuổi trung niên á, thì đau khớp là nó thường là cái gọi là viêm khớp dạng thấp, à, và trong cái viêm khớp dạng thấp nó cơ chế của nó là miễn dịch, à. Do đó là nhiều khi bệnh nhân bị đau khớp, bệnh nhân đi mua thuốc giảm đau uống nó không có hết ha. Nhưng mà nếu mà mua cái loại corticoid uống á, thì nó sẽ là hết lẹ và nhanh ha. Tại sao? Tại vì nó là ức chế đáp ứng miễn dịch, mà cơ chế của cái bệnh đau khớp do cái miễn dịch đó, do đó là nó vô thì nó đúng đúng vô cái chuyện tác dụng của nó ha. Mà bệnh nhân mà sử dụng corticoid rồi á thì uống những cái thuốc giảm đau khác không có hết ha, do đó là bệnh nhân có khuynh hướng là đi mua cái đó uống hoài, và uống lâu dài thì nó đưa đến là cái hội chứng có sinh, à, tức là suy thượng thận ha. À, tại vì cái hormone mà em cho uống từ bên ngoài vào rồi thường xuyên rồi á thì là nó ức chế trở lại cái tuyến thượng thận, và do đó là sẽ đưa đến suy thượng thận nha, thì đó là cái hội chứng phát sinh. Do đó là trong cái điều trị thì glucocorticoid là một cái món thuốc rất là quý ha, và nó sử dụng rất là nhiều ở trong điều trị. Tuy nhiên vì rằng là nó làm giảm viêm, chống dị ứng, cho nên là nó dễ gây ra nhiễm khuẩn lan rộng ha. Do đó là người ta hay dùng corticoid chung với lại kháng sinh, chứ không có bao giờ dám dùng corticoid một mình ha. À, và cái corticoid đó là một cái món thuốc rất là quý trong lâm sàng. Về điều hòa cortisol thì chúng ta cũng có stress hoặc là thay đổi nhịp ngày đêm sẽ kích thích vùng hạ đồi bài tiết ra CRH, CRH kích thích tuyến yên bài tiết ACTH, rồi ACTH kích thích thượng thận bài tiết cortisol. Và cortisol nó sẽ, nếu mà nồng độ trong máu nó cao thì cơ chế điều khiển ngược âm tính nó ức chế trở lại cái bài tiết của tuyến yên và vùng hạ đồi. Ở giữa đó là ở cái trạng thái bình thường thì đây là cái hình của em bé bình thường, nhưng mà nếu em bé này do lý do bệnh lý nó phải dùng corticoid đó, thì nó dùng corticoid lâu ngày thì mấy em thấy là nó hơi phù phù ha, mặt nó thì tròn như ánh trăng rằm, hai cái gò má thì nó hơi đỏ đỏ ha, hồng hào đỏ đỏ. Ở phía đằng sau gáy ha, thì nó có cái bú mỡ ở phía sau gáy ha, còn da của nó đó thì ở vùng bụng thì nó bị nứt da ha, rồi nó có những cái vết tím dài dài là do nứt các cái sợi collagen.
thì cái đó gọi là hội chứng Cushing, là dư cortisol. À, còn trong trường hợp mà suy chức năng vỏ thượng thận không bài tiết androsterone, đó thì bệnh nhân sẽ bị cái bệnh lý là bệnh Addison. Ở trong cái bệnh lý này thì mấy em thấy là da bị sậm màu, các cái đầu chi da bị sậm màu, đó là suy chức năng của vỏ thượng thận. Bây giờ thì chúng ta qua cái tuyến tụy. Đó thì tuyến tụy là ở đây mình nói là tụy nội tiết. Thì tuyến tụy nó có tụy ngoại tiết và tụy nội tiết. Tụy ngoại tiết là chúng ta có các cái nang tụy mà nó bài tiết ra dịch tụy, rồi dịch tụy đổ vào trong cái ống dẫn tụy để đổ vào tá tràng. Còn ở đây là chúng ta nói về cái đảo tụy. Thì trong mô tụy chúng ta có các cái đảo tụy. Trong đảo tụy chúng ta có nhiều loại tế bào. Loại tế bào alpha thì bài tiết ra hormone glucagon. Còn loại tế bào beta thì bài tiết ra insulin. Và tế bào delta thì bài tiết ra polypeptide tụy. Trong các cái hormone của tụy nội tiết thì chúng ta chú ý insulin và glucagon. Thì insulin đó, tác dụng chính của nó, mấy em nhớ cái slide này thôi, tại insulin á mình học nhiều quá mà cái chính mình không nhớ thì cũng vậy à. Đó thì nó làm giảm đường huyết, tăng dự trữ mỡ và tăng tổng hợp protein. Đó thì cơ chế tác dụng của insulin là sao? Insulin khi mà nó vào máu nó tới tuyến đích tại mô tuyến đích á, thì nó sẽ gắn vào thủ thể với insulin ở tại màng tế bào. Và sau khi nó gắn vào thủ thể insulin tại màng tế bào thì nó sẽ huy động một cái protein có ở trong tế bào và gọi là GLUT4 ha. Protein này là chuyên chở glucose ha. Thì cái protein GLUT4 đó nó sẽ đi ra ngoài màng tế bào và nó mang cái glucose vào trong tế bào. Do đó insulin đó là cái hormone mà nó giúp cho mang glucose vào trong tế bào. Đó là cơ chế tác dụng của insulin. Đó thì chức năng của insulin là gì? Đó là trên chuyển hóa đường thì insulin làm tăng lấy glucose vào trong tế bào, giống như là cô mới vừa trình bày. Đó là trên tế bào cơ là tăng chuyển hóa glucose để cho ra ATP. Trên tế bào gan thì cũng tăng lấy glucose vào trong tế bào gan, tăng dự trữ glucose là dưới dạng glycogen và giảm tạo đường mới. Thì gan là một cái cơ quan đường huyết, điều hòa đường huyết. Tại sao vậy? Tại vì các bạn thấy là sau khi mà hấp thu đường ở ruột rồi á, thì đường nó sẽ theo tĩnh mạch cửa đi về gan. Thì sau một cái bữa ăn á, thì đường máu của mình lên rất là cao và gan á, nó sẽ đường đi theo tĩnh mạch cửa vào gan, thì gan nó sẽ lấy cái glucose nhiều đó và nó sẽ dự trữ dưới dạng là glycogen. Do đó khi mà máu đi qua gan rồi á, để đổ vào tĩnh mạch chủ dưới á, thì nó là đường máu nó đã là ít, là trở lại cái bình thường. Rồi khi nào mà đường máu của mình nó thấp quá thì gan á, nó mới là ly giải cái glycogen dự trữ đó để cho ra glucose thải vào trong máu và đường máu nó sẽ tăng lên. Do đó người ta nói là gan là cơ quan điều hòa đường huyết nha. Ở trên mô mỡ thì insulin cũng làm cho mô mỡ lấy glucose rồi vào trong tế bào. Đó thì ở ba cái tế bào cơ, tế bào gan và tế bào mỡ thì insulin là cái hormone chính mang glucose vào trong tế bào. Trên chuyển hóa mỡ thì insulin làm tăng dự trữ mỡ và giảm quy động axit béo. Mấy em nhớ cái câu này. Cho nên những cái trường hợp mà bệnh nhân bị đái tháo đường mà phải điều trị bằng insulin á, thì chúng ta nên nhớ khi chúng ta cho điều trị bằng insulin lâu ngày, bệnh nhân sẽ bị tăng cân và dư mỡ. Tại vì bản chất của insulin là tăng dự trữ mỡ. Nhớ cái chỗ đó. Tại vì insulin cũng là một cái chất thuốc để dùng điều trị đái tháo đường, đúng không? Rồi, trên chuyển hóa protein thì trên tế bào cơ
thì insulin làm tăng lấy axit amin vào trong tế bào, tăng tổng hợp protein và giảm thoái biến protein. Đó thì mấy em nhớ cái slide này là tác dụng của insulin, đúng không? Về cái glucagon thì glucagon là cái chất hormone đối kháng với insulin. Glucagon thì làm tăng đường máu do phóng thích glucose từ gan ra. Do đó những cái trường hợp nào mà đường máu mình giảm thì nó sẽ kích thích cái tụy bài tiết glucagon để làm tăng đường huyết và tác dụng ngược với insulin. Ở trên chuyển hóa đường thì tại tế bào gan thì glucagon làm tăng thủy giải glycogen để thải glucose vào máu và làm tăng sinh đường mới. Quá trình sinh đường mới là cái quá trình tạo ra đường mới từ cái axit amin. Rồi trên cái chuyển hóa mỡ thì nó làm tăng thủy giải mỡ và tăng thành lập thể cetone. Và đường huyết thì như nãy cô nói, đường huyết đã được điều hòa bởi hai cái hormone insulin và glucagon, đúng không? Khi đường huyết tăng thì chúng ta có bài tiết insulin để làm hạ đường huyết xuống. Còn ngược lại, khi đường máu mình thấp thì mình có tỷ bài tiết glucagon làm tăng đường huyết lên. Thì đây là cái sơ đồ thôi. Và trong bệnh lý thì chúng ta có cái trường hợp mà thiếu insulin thì chúng ta có bệnh lý đái tháo đường. Đó thì không có insulin thì sao? Thì glucose không có vào trong tế bào cơ, tế bào mỡ và tế bào gan được. Đó, tại sao vậy? Tại vì không có insulin thì làm sao có cái GLUT4 để mà chở nó vô. Do đó là ở đây chúng ta có insulin nó phải gắn lên trên thụ thể hay trên tế bào đít rồi huy động một cái protein chuyên chở để mang đường vào trong tế bào. Giờ mình không có insulin thì mình đâu có huy động được cái protein GLUT4 này. Do đó đường ở ngoài máu thì nhiều nhưng mà tế bào thì thiếu đường. Đó thì đối với lại đái tháo đường thì chúng ta có hai loại. Đái tháo đường type 1 thường xảy ra ở trẻ em hoặc là tuổi thiếu niên, là lý do là bẩm sinh. Bẩm sinh thì thiếu tế bào beta, không có bài tiết được insulin. Hoặc là lý do mắc phải, tức là có một cái bệnh lý nào đó rồi có thành lập kháng thể và kháng thể này nó tấn công lên trên tế bào beta, nó làm hủy tế bào beta, do đó là không bài tiết insulin. Thì đó là bệnh lý tự miễn. Ở người mà lớn tuổi, ở người trưởng thành mà bị đái tháo đường type 1 thường là do tự miễn. Còn trẻ con thì thường là do bệnh lý gia đình, có yếu tố gia đình hoặc là do bẩm sinh. Đái tháo đường type 2 thì thường xảy ra tuổi trung niên, đó là do bài tiết insulin không đủ hoặc là đề kháng với insulin. Bệnh lý này thì thường xảy ra tuổi trung niên, tức là trước đó thì cái tuyến tụy tế bào beta nó bài tiết insulin đầy đủ. Nhưng mà thí dụ như bệnh nhân bị tăng cân nhiều quá, thì khi mà bệnh nhân tăng cân thì đường máu bệnh nhân tăng lên, do đó là nó kích thích tụy bài tiết insulin và kích thích thường xuyên, thì đến lúc nào đó tuyến tụy nó bị suy yếu và nó sẽ bài tiết insulin không đủ. Tôi xin phép chút ha. Thì lúc đó đó là khi mà mình lớn tuổi rồi, do là cái thoái hóa do tuổi thì tế bào beta nó bài tiết insulin không đủ, do đó là thiếu insulin. Hoặc là cái tế bào beta nó vẫn bài tiết insulin đủ nhưng mà do thiếu thụ thể ở tạng màng tế bào vì lý do gì đó, cái số thụ thể nó giảm đi thì insulin bình thường vẫn đủ nhưng mà vẫn không tác dụng được bao nhiêu ở trên tế bào đít. Một cái lý do nữa đó là người bệnh có kháng thể kháng insulin
Ví dụ như là các vì lý do gì đó trong máu của người đó có những cái kháng thể kháng insulin, do đó bài tiết insulin, nhưng mà insulin nó không có tác dụng được à, tại vì nó bắt bị hủy đó. Thì đó là mình gọi là đối với bệnh nhân mà đái tháo đường type 2 ở người trung niên trở lên, thường là do cái tuyến tụy nó bị suy giảm bài tiết, do đó là tế bào beta giảm bài tiết insulin, hoặc là do đề kháng với insulin. Bây giờ thì cô nói về tuyến cận giáp là parathyroid gland đó, thì tuyến cận giáp là những cái tuyến nhỏ, thường là nó nằm ở mặt phía sau của tuyến giáp. Ở đây là chúng ta có, thường là chúng ta có bốn cái tuyến cận giáp ha. Tuy nhiên cái số này nó không có phải cố định là cái con số 4 ha. Và cái khi mà người ta phẫu thuật tuyến giáp đó, thì người ta dễ lấy đi cái tuyến cận giáp ha. Thì tác dụng của PTH là tác dụng trên chuyển hóa canxi và phosphat, và cái mô đích của nó là tế bào xương, thận và ruột. Đó thì hormone PTH nó có tác dụng gì? Đó thì tuyến cận giáp khi mà canxi ở trong máu giảm xuống, thì nó kích thích tuyến cận giáp bài tiết ra PTH. Thì PTH trên thận thì PTH kích thích sự tái hấp thu canxi ở thận, ức chế tái hấp thu phosphat. Do đó tăng tái hấp thu canxi ở thận ha. Rồi ở thận, nó kích thích thận bài tiết ra vitamin D3 dạng hoạt động ha, là 1,25-dihydroxy vitamin D3 là dihydroxycholecalciferol đó ha. Và cái vitamin D3 này đó thì nó sẽ kích thích tái hấp thu canxi và phosphat ở ruột và đồng thời PTH nó tác dụng ở trên xương, thì nó kích thích cái việc tiêu tinh thể phosphat canxi, do đó là phóng thích canxi vào trong máu. Ba cái tác dụng này nó sẽ làm tăng canxi trong máu trở lại, và do đó là nó sẽ ức chế trở lại cái bài tiết của PTH của tuyến cận giáp. Ở đây là cái hình ảnh của xương bình thường và cái hình ảnh của xương mà bị mất canxi, đó là loãng xương ha. Đó thì vai trò của PTH là làm tăng canxi máu ha, tăng tái hấp thu canxi ở ruột và ở thận. Bây giờ thì chúng ta nói về hệ sinh dục ha. Thì hệ sinh dục ở đây thì chúng ta chủ yếu là cái tuyến nội tiết, đó là tinh hoàn và buồng trứng ha. Thì ở đây mình nói về nam đó, thì mình nói về tinh hoàn ha. Về mặt giải phẫu tinh hoàn á, thì chúng ta có tinh hoàn, rồi chúng ta có mào tinh, rồi ống dẫn tinh, rồi túi tinh, và sau đó là dương vật. Đây là các cái cơ quan sinh dục ngoài và trong của nam, đúng không? Và tuyến nội tiết là tinh hoàn. Đó thì về mặt nội tiết là tinh hoàn bài tiết ra hormone sinh dục nam, mà chất chính là testosterone. Đó thì vai trò của testosterone là gì? Đó là kích thích sự biệt hóa trước sinh sanh và diễn tiến phát triển thành bào thai nam. Lúc mà bắt đầu ở cái tuyến sinh dục nguyên thủy thì cả hai phái tính nam nữ giống nhau, nhưng mà dưới tác dụng của cái nhiễm sắc thể XY ở em bé nam thì cái tuyến sinh dục nguyên thủy nó sẽ biệt hóa thành ra bào thai nam dưới tác dụng của hormone testosterone. Còn có hay không có estrogen thì đương nhiên là nó sẽ phát triển thành ra cái bào thai nữ. Nếu không có testosterone thì nó phát triển thành bào thai nữ, còn có testosterone thì nó sẽ phát triển thành bào thai nam. Do đó cái quyết định phái tính mà lúc còn trong bào thai á, đó là do nhiễm sắc thể XX hoặc là XY, và cái hormone mà quyết định cái biệt hóa thành ra bào thai nam á, đó là testosterone.
À, còn estrogen không có vai trò gì cả. Đó, mấy em nhớ chỗ đó. Rồi đến tuổi dậy thì testosterone nó sẽ kích thích sự phát triển phái tính thứ phát à, theo kiểu nam. Đó, thì đối với người nam á, thì mình có cơ quan sinh dục trong và cơ quan sinh dục ngoài. À, đó thì testosterone nó sẽ kích thích sự phát triển lúc dậy thì của các cái cơ quan sinh dục nam, duy trì và bảo đảm hoạt động bình thường của các cái cơ quan sinh dục nam. À, và cái buồng cái tinh hoàn đó nó có hai nhiệm vụ ha, nhiệm vụ bài tiết hormone, đó là bài tiết ra androgen, và androgen là cái tên gọi chung, trong đó có nhiều chất, à, chất chính là testosterone ha. Và cái nhiệm vụ thứ hai của tinh hoàn đó là tạo ra tế bào sinh dục, đó là tạo ra tinh trùng. Ở đây thì mình không có nói đến vấn đề tạo ra tinh trùng ha. Ở đây mình nói về chức năng của testosterone thôi. Tại vì đây là cái bài nội tiết ha. Thì testosterone nó có vai trò gì? Đó là ví dụ như ở não thì nó gây ra cái ham muốn tình dục và thái độ tính dục theo kiểu nam ha, và tính hiếu chiến ha. Đối với lại da thì nó làm gì? Đó là mọc lông ở trên mắt và ở trên người. Đó thì ví dụ như là phân bố lông ở lông và tóc nó khác với người nữ ha. Ví dụ như ở các cái mép tóc ở người nam á thì nó vén lên ở hai bên ha, rồi gây hối đầu ở người nam ha. Ở cơ quan sinh dục nam thì nó gây ra tạo tinh trùng ha, tăng trưởng tuyến tiền liệt và hoạt động cương của dương vật ha. Trên cơ thì nó làm tăng khối lượng và sức mạnh của cơ, vì vậy cho nên phái nam mình gọi là phái mạnh, đúng không? Và trên xương thì duy trì mật độ xương, và trên tủy xương là tăng sản xuất hồng cầu ha. Do đó là khi mà chúng ta coi cái số lượng hồng cầu trong mm khối máu ở người nam thì bao giờ cũng lớn hơn người nữ chút ha. Đó, do đó testosterone là tăng mật độ xương, phân bố lông tóc, làm cho da dày hơn hơn là người nữ ha. Tăng cái EPO ở thận, do đó tăng cái sản xuất hồng cầu ở tủy xương, tăng tổng hợp protein ở mô. Đồng thời á, là nó làm cho cái giọng nói trở nên trầm, đó là cái dây âm thanh nó dày cho nên giọng nói trầm. Đó là tác dụng của cái testosterone. À, đối với lại nữ thì cái hormone sinh dục nữ chúng ta có hai, đó là estrogen và progesterone. Đó thì hệ sinh dục nữ thì mình có là cái cơ quan sinh dục bên ngoài là âm hộ ha, cơ quan sinh dục bên trong thì chúng ta có tử cung, âm đạo, buồng trứng ha, vòi trứng. Đó thì khi mà sinh ra đó thì em bé gái cái buồng trứng nó có những cái tế bào nang sơ cấp ha, mình gọi là nang trứng sơ cấp ha. Và khi tới tuổi dậy thì cái tác dụng của cái hormone sinh dục đó thì nãy chúng ta nói là tuyến yên thì phóng thích GnRH xuống tuyến xin lỗi vùng hạ đồi thì phóng thích GH GnRH xuống tuyến yên, rồi tuyến yên thì bài tiết TSH và LH ha. Thì dưới tác dụng của cái FSH chứ ha. Đó là FSH là tuyến yên, bài tiết FSH tức là kích năng tố á. Thì dưới tác dụng của FSH á, thì một vài nang nó sẽ phát triển trong cái chu kỳ đó, và nó sẽ phát triển tới cái mức trưởng thành bằng cách là nó thành lập các cái hốc chứa dịch ha, ở trong cái nang đó, và cái hốc này nó càng ngày càng to ra ha, cái dịch càng ngày càng nhiều, nó dồn cái noãn vào một góc ha. Và khi mà cái dịch này nó nhiều, cái hốc này nó lớn thì lúc đó là nang nó gọi là nang trưởng thành, hay mình gọi là nang đực ráp ha. Sau đó thì dưới tác dụng của LH tức là kích hoạt hệ tố ha, tuyến yên nó bài tiết ra LH, thì LH nó gây rụng trứng ha, cái noãn nó sẽ được phóng thích ra ngoài, đây là cái trứng, và cái trứng nó sẽ được lo vòi bắt lấy, đúng không? Phần còn lại thì chúng ta có
tổng lượng các cái chất mỡ, các cái tế bào hạt nó tăng sinh và nó tạo ra thành ra một cái cấu trúc mới mình gọi là thể vàng hay là hoàng thể à. Thì cái giai đoạn đầu á, thì các cái tế bào hạt chung quanh cái noãn này nó bài tiết ra estrogen à. Nhưng mà khi thành lập hoàng thể rồi á, thì cái hoàng thể nó bài tiết thêm một cái hormone nữa là progesterone à. Progesterone là cái hormone mình gọi là trợ thai tố à. Nó sẽ chuẩn bị cho cái tử cung để cho cái thai đã thụ tinh đậu vào à. Và nếu mà không có thai thì cái hoàng thể này nó sẽ thoái hóa à, và nó tạo thành một cái sẹo lên trên buồng trứng. À, như vậy thì những cái hormone mà liên quan đến sinh dục nữ á, là chúng ta có vùng hạ đồi bài tiết ra GnRH là cái hormone hướng dục à. Hormone này nó tác động lên trên tuyến yên trước bài tiết ra FSH và LH đúng không? Đó thì dưới tác dụng của FSH thì chúng ta có phát triển nang đúng không? Và chỉ có một nang là phát triển tới cái mức chính thôi. Tức là lúc bắt đầu thì có thể là hai ba cái nang ha, nhưng mà chỉ có một nang là phát triển đến cái mức gọi là chính, tức là nang được ráp ha. Thì mỗi một cái chu kỳ á, là một bên buồng trứng á, là nó rụng trứng ha, rồi chu kỳ sau á, là cái buồng trứng bên mình còn lại và cứ thay phiên với nhau như vậy ha. Rồi thì dưới tác dụng của FSH thì mình có nang phát triển đến mức trưởng thành, và dưới tác dụng của LH thì trứng rụng ha. Rồi cái tế bào hạt chung quanh cái noãn thì nó bài tiết ra estrogen, tức là hormone sinh dục nữ ha. Thì nang trứng và thể vàng có bài tiết ra estrogen ha. Và khi thành lập hoàng thể hay thể vàng thì nó bài tiết thêm progesterone. Do đó về chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta có buồng trứng và tử cung. Đó thì ở buồng trứng thì mấy em có cái giai đoạn đầu này ha, là giai đoạn nang, tức là phát triển nang như cô vừa trình bày, và giai đoạn sau á, là giai đoạn hoàng thể hay là thể vàng ha, tức là thành lập hoàng thể như cô vừa trình bày. Đối với lại tử cung á, thì cái phân nửa chu kỳ đầu của kinh nguyệt dưới tác dụng của estrogen, tại vì những cái tế bào hạt xung quanh cái noãn nó sẽ bài tiết ra estrogen à, và estrogen đó thì nó làm cho cái niêm mạc tử cung bị phình lên, các cái tuyến nó phát triển và nó bài tiết những cái chất nhầy ha. Đó thì cái giai đoạn này đối với lại tử cung á, chúng ta gọi là cái giai đoạn tăng sinh ha, giai đoạn tăng trưởng ha. Rồi khi mà trứng rụng rồi á, thì cái hoàng thể vừa bài tiết estrogen vừa bài tiết progesterone. Progesterone nó sẽ làm cho cái nội mạc tử cung nó phình thêm nữa, các cái tuyến nó trở nên là ngoằn ngoèo ha, và nó tiết ra dịch ha, những cái tuyến nó trở nên ngoằn ngoèo, và cái tử cung này, cái niêm mạc này nó được chuẩn bị để cho cái trứng nó đã thụ thai đậu vào ha. Do đó là giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn bài tiết ha. Và nếu mà không có thai thì cái hoàng thể nó teo lại, nó thoái hóa, không bài tiết progesterone nữa, thì lúc đó nồng độ progesterone trong máu nó xuống thấp quá ha, thì nó làm cho cái nội mạc tử cung không có cái gì nuôi, cho nên nó xẹp xuống và bắt đầu thiếu máu, bong tróc ra ngoài và tạo ra kinh nguyệt ha. Đó. Và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt thì chúng ta có các cái hormone à, chúng ta có bốn cái hormone. Thì hormone thứ nhất là FSH, thì trong nửa chu kỳ đầu kinh nguyệt thì FSH nó bài tiết tăng từ từ, và một vài ngày trước khi rụng trứng thì FSH tăng lên rất cao ở cái và cao nhất là ở trước ngày rụng trứng đúng không? LH thì nửa chu kỳ đầu thì cũng bài tiết vừa phải, nhưng mà khoảng vài ngày trước khi trứng rụng thì nó bài tiết tăng lên và cao nhất lúc trứng rụng đúng chưa? Rồi sau khi rụng trứng rồi thì LH giảm xuống và FSH cũng giảm xuống. Đối với lại tử cung thì nó bài xin lỗi, đối với lại hai cái hormone là estrogen và progesterone
thì nửa chu kỳ đầu với tác dụng của các cái tế bào hạt của chung quanh loãng nó bài tiết estrogen, do đó nồng độ estrogen tăng lên dần và cao nhất khoảng gần giữa chu kỳ. Sau khi trứng rụng thì cái lượng estrogen nó giảm xuống cho tới khi hoàn thể thành lập và hoàn thể lại bài tiết estrogen lần nữa, cho nên là cái đường biểu diễn của estrogen nó có hai cái đỉnh ha. Cái đỉnh đầu là xảy ra trước khi rụng trứng và cái đỉnh thứ hai là khi hoàn thể được thành lập và bài tiết estrogen. Progesterone nửa chu kỳ đầu là không có ha, và khi có rụng trứng thì mới có hoàn thể và progesterone sẽ được bài tiết nhiều ở cái nửa chu kỳ sau. Và nếu không có thai, hoàn thể thoái hóa thì estrogen và progesterone sẽ giảm xuống và chúng ta có kinh nguyệt, đúng không? Đó. Thì ở cái giai đoạn đầu này, ở cái phần giai đoạn đầu này đó, thì chúng ta có một cái cơ chế gọi là điều khiển ngược dương tính ha, tức là estrogen được bài tiết ra thì nó sẽ kích thích cái tuyến yên bài tiết thêm FSH và NH, do đó ở đây estrogen tăng, FSH tăng và NH tăng. Đó thì giữa estrogen và FSH và NH trong cái giai đoạn gần rụng trứng thì chúng ta có cơ chế positive và feedback, đúng không? Đó, và như vậy thì vai trò của NH và FSH thì cô đã nói rồi. À, còn vai trò estrogen và progesterone cô cũng đã nói rồi. À, rồi. Tóm lại thì đối với hormone sinh dục nữ thì estrogen có tác dụng gì trên cơ quan sinh dục nữ? Thì nó làm tăng trưởng, phát triển tử cung và cơ quan sinh sản nữ bên ngoài. À, và nó gây ra phái tính thứ phát nữ. À, đó là phát triển vú, tích tụ mỡ ở vùng vú và vùng mông. À, và ở trên xương thì nó làm tăng trưởng xương. Nhưng mà tới 25 tuổi thôi. À, rồi progesterone á, thì nó là bài tăng bài tiết nội mạc tử cung trong nửa chu kỳ sau của kinh nguyệt ha, và giảm co thắt tử cung ha. Và trên vú thì dưới tác dụng của progesterone thì nó làm vú phát triển thêm ha, để chuẩn bị tạo sữa, chuẩn bị để mà dưới tác dụng của prolactin thì nó sẽ có tạo sữa để cho bé bú ha. Và ứng dụng của hai cái hormone estrogen và progesterone thì trên thực tế hai cái hormone này là hai cái thuốc cực kỳ quan trọng, sử dụng rất là nhiều ở trong cái điều trị sản khoa và phụ khoa. Đó thì thứ nhất là ứng dụng về thuốc ngừa thai, thì thuốc ngừa thai á, là để bắt chước cái chu kỳ kinh nguyệt. Thì cái thuốc ngừa thai mà loại vỉ á, thì thường là mấy em có kết hợp estrogen hoặc là estrogen progesterone. Đó thì dưỡng viên ở trong cái 14 ngày đầu thì mấy em sẽ có là estrogen. À, rồi sau từ ngày thứ 14 đến ngày 28 á, thì mấy em sẽ có estrogen cộng với lại progesterone. Về nồng độ thì nó thay đổi tùy theo loại thuốc. Đó là cái loại thứ nhất. Cái loại thứ hai á, là người ta dùng cái thuốc chích ngừa thai á, 3 tháng chích lần hoặc 6 tháng chích lần. Thì đó là progesterone với liều cao, không có sử dụng estrogen. Đó thì progesterone khi mà em cho vào trong máu với cái liều cao thì nó sẽ ức chế cái trục tuyến yên hạ đồi. À, về cơ chế của cái thuốc ngừa thai viên cũng vậy, tức là mình cho cái hormone vào trong máu vừa đủ thì nó sẽ ức chế lại cái tuyến yên và hạ đồi, do đó là không có rụng trứng. À, cho nên trong cái thời gian mà chúng ta sử dụng thuốc ngừa thai thì người phụ nữ không có rụng trứng, do đó không có thụ thai. À, cái loại thứ hai như cô nói là loại chích á, mình dùng progesterone với cái liều rất cao ha, mình cho vô một mũi duy nhất thôi và nó ức chế rất là mạnh trên cái tuyến yên và vùng dưới đồi, do đó là 3 tháng mới sử dụng lần và 6 tháng sử dụng lần. À, cái thứ ba là thuốc viên của ngày hôm sau, tức là sau khi giao hợp rồi mà người ta sợ có bầu ha, thì người ta sẽ làm một cái gọi là nạo thai bằng thuốc. À, nạo thai bằng thuốc tức là sử dụng estrogen với liều cao. À,
Và khi cho estrogen vào á thì cái nó làm cho cái nội mạc tử cung nó phồng lên, nó phồng lên xong rồi á thì nó sẽ bong ra, nó sẽ bong ra và nó ra kinh, do đó là chưa có tới chu kỳ kinh nguyệt, nhưng mà bây giờ lỡ giờ giao hợp rồi sợ có thai thì người ta cho dùng estrogen với liều cao, và do đó nó làm cái nội mạc tử cung bong tróc, là do đó nó tạo ra kinh giả, thấy thì có vẻ là kinh nhưng mà đó không phải là kinh, đó là gọi là nạo thai bằng thuốc, thì đó là cơ chế của cái thuốc dùng ngày hôm sau, đó thì dù cho là mình sử dụng theo kiểu nào thì cái nguyên tắc chung vẫn là cho hormone với cái liều cao vào trong máu và nó sẽ ức chế lên trên cái hạ đồi và tuyến yên, làm giảm bài tiết FSH và giảm bài tiết LH. Thì đến đây là cô xong cái phần nội tiết, các em có câu hỏi gì không? Cô ơi, cho em hỏi chút xíu con. Cô em thấy như thế này, ở cái khi là dùng thuốc ngừa thai là không, tức là cái thuốc ngừa thai nó có nhiều loại, ví dụ loại viên hoặc là cái loại nhà que cấy đó cô, hoặc là cái loại chích như cô chẳng hạn, tại sao có người á lại là bị nám da, bị nám này, hoặc là bị nổi mụn, hoặc hoặc là thay thay đổi những cái tính cách chẳng hạn, còn có một số người thì rất là bình thường, họ không có xảy ra một cái vấn đề nào gì hết cô, mà cái về vấn đề này là cô Em cho nói em nói hết đi. ạ. Và một về về cái vấn đề này là mà bác sĩ sản khoa cũng đã có tư vấn với em á, là mình không nên sử dụng về vấn đề này, tại mình không không nên sử dụng những cái loại thuốc đó, tại vì nó gây rất là gây ảnh hưởng đến cơ thể mình. Bây giờ đó, đầu tiên á, là mình dựa trên cái nguyên tắc là cái trục tuyến yên hạ đồi như là nãy giờ cô trình bày. Đó thì cái thuốc thụ thai như là cô nói mấy em nó có nhiều loại thuốc thụ thai. Bây giờ cô nói cái loại thuốc thụ thai mà dạng uống đó thì trong đó nó có nhiều thứ và nồng độ estrogen và progesterone thay đổi tùy theo loại thuốc. Có những cái thuốc mà cái nồng độ estrogen nó cao thì nó rất là dễ gây xuất huyết. Và estrogen đó là nó mà nồng độ cao thì nó hay gây sậm màu da. Đó mấy em để ý coi mấy cái người mà có thai á, mà có thai con gái á, đó thì thường là hay bị những cái vết nám ở mặt và bị cái gọi là đầu vú á, nó rất là sậm màu, là tại vì bào thai nữ nó có nhiều estrogen. Còn bào thai nam á, thì thường á, là cái đầu vú nó ít có sậm màu hơn. Đó là một cái mà trong sản khoa người ta rất là chú ý. Nhiều khi á, người ta chỉ khám người ta thấy cái mức độ sậm màu da đó là người ta có thể dự kiến thôi. Cô nói dự kiến chứ chưa chắc đã đúng. Dự kiến là cái bào thai đó có thể là nam hay nữ. Và estrogen á, là nó hay gây, nếu Nếu mà mà cái nồng độ nó cao á, thì nó hay gây nôn ói và nó gây cái triệu chứng gọi là triệu chứng bợn dạ, tức là gây khó chịu cho người sản phụ trong cái 1-2 tháng đầu. Đó thì thường thường là có thai em bé gái á, thì bị hành nhiều hơn là em bé trai. Cô nói thường thường thôi nha, chứ không phải là 100% trường hợp, nhưng mà đó là kinh nghiệm của các cái thầy thuốc đó. Thì bây giờ mình trở lại cái thuốc bào thai của mình. Đó thì có người á, người ta uống cái thuốc bào thai người ta không bị gì hết, ta không bị hành, không bị gì hết, là tại vì cái nồng độ estrogen và progesterone trong cái thuốc bào thai đó phù hợp với lại cái mức độ dung nạp của cơ thể người ta. Tuy nhiên nếu mà mình sử dụng thuốc bào thai mà cái nồng độ estrogen hoặc là progesterone nó, đặc biệt estrogen mà nó cao á, thì nó có thể gây khó chịu ha, rồi nó có thể gây làm cho bị nám da này nọ đó. Đó thì lúc đó thì mình bắt buộc mình phải đổi, mình phải lựa cái thuốc người ta khác. Mình coi cái nồng độ estrogen và progesterone ở trong cái thuốc đó nó như thế nào để mà người ta lựa cái thuốc người ta khác. Đó đó là cái mà em hỏi đó, thì nó hay dạ bị thầy cô estrogen là nó hay bị cái đó đó. dạ Rồi thầy có cô nhiều cho em hỏi người thăm á,
Có nhiều người dùng thuốc cờ tai á, thì bị xuất huyết hoài, chảy máu chút chút thôi mà chảy máu hoài, thì cái đó thường là do nồng độ estrogen trong cái viên thuốc cờ tai nó cao đó, thì lúc đó là cái người bác sĩ phải đổi cái thuốc cho người ta đó, để mà không có bị xuất huyết chút chút đó nữa. Dạ, vậy cô cho em hỏi thêm tí nữa là hầu hết những cái loại thuốc hormone là khi mình uống là mình uống một thời gian dài thì sau đó cơ thể nó có cái tình trạng là phụ thuộc vào cái hormone từ bên ngoài đưa vào, nhưng mà tại sao mình dùng cái thuốc ngừa thai đó nhiều năm nhiều tháng rồi sau đó là mình ngừng thuốc, rồi ngừng thuốc khoảng thời gian sau khoảng 1-2 tháng mình bắt đầu mình có thể có thai lại, hoặc là những cái chức năng cơ thể của mình đó là nó có kinh nguyệt lại đều lại, vậy tại tại sao cái loại hormone này là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể hả cô? Bây giờ đó thì em nói á, về sử dụng thuốc ngừa thai á, thì như nãy cô trình bày cái nguyên tắc đó, thì cho nên trước khi mà mình sử dụng thuốc ngừa thai á, mình phải tư vấn cho cái người sử dụng rất là kỹ đó. Tại vì khi mà chúng ta cho sử dụng thuốc ngừa thai, tức là chúng ta dùng con dao hai lưỡi, tức là chúng ta cho cái hormone môn từ bên ngoài vào trong máu, và hormone môn này nó đủ rồi á, thì nó ức chế trở lại cái hạ đồi bàn tuyến yên, do đó không có rụng trứng. Cho nên trong thời gian mà sử dụng thuốc ngừa thai thì không có rụng trứng, thì người phụ nữ vẫn thấy có kinh. Kinh là do cái kinh giả thôi, tức là cái nồng độ của hormone người ta tính đến ngày cuối chu kỳ kinh nguyệt thì nó giảm xuống, và như vậy nó sẽ bong tróc ra mà nó gây kinh, và đó là không phải là kinh thật mà cái đó là kinh do thuốc. Đó, và khi mà cái nồng độ thuốc của em vừa đủ thì nó ức chế em không có thai đó. Thì ở cái loại thuốc viên á, thì thường là người ta tính toán cái nồng độ nó vừa phải, tức là vừa đủ để ức chế thôi. Và khi mà em ngưng cái thuốc ngừa thai á, thì 1-2 chu kỳ đầu á, thì nó chưa có rụng trứng đâu, nhưng mà sau đó thì nó sẽ, tại vì nồng độ hormone trong máu nó giảm xuống, nó không có nữa, thì lúc đó nó phải kích thích cái hạ đồi bàn tuyến yên. Nồng độ hormone trong máu em thấp quá thì nó sẽ kích thích hạ đồi bàn tuyến yên, và như vậy thì cái trục hạ đồi tuyến yên sẽ làm việc trở lại, đúng không, làm việc trở lại, và do đó là sau vài chu kỳ thì em sẽ có những cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường, và em vẫn có thể có bầu như thường. Nhưng mà trong thực tế ứng dụng á, thì nó vẫn có những cái tình huống, có những cái cặp thanh niên còn trẻ tuổi mà bận bịu việc học hành sự nghiệp chưa có, không phải là mấy bạn này không đàng hoàng đâu, mấy bạn này cũng rất là đàng hoàng, nhưng mà vì là lý do hoàn cảnh người ta chưa muốn có con đó, do đó nhiều người lập gia đình rồi hoặc là chưa lập gia đình nhưng mà người ta giao hợp mà người ta không muốn có con, thì người ta sử dụng thuốc ngừa thai. Và khi mà sau vài năm đã lấy được cái bằng thạc sĩ tiến sĩ gì rồi đó, có sự nghiệp rồi đó, bây giờ muốn có con, cái cặp gia vợ chồng đó muốn có con, thì lúc đó ngưng không sử dụng thuốc ngừa thai nữa thì không có con đó. Nó vẫn có những cái trường hợp xảy ra như thế, do đó từ đây là một cái con dao hai lưỡi, không ai nói trước được là khi tôi ngưng thuốc ngừa thai thì bạn có thể có con lại hay không, không có bác sĩ nào dám khẳng định điều đó nha. Do đó đối với là những cái cặp mà trẻ đó, mà nếu mà người ta hỏi ý kiến mình thì mình phải tư vấn rất là kỹ lưỡng ha. Bạn sử dụng thuốc từ đây thì bạn phải chấp nhận cái nguy cơ là khi các bạn ngừng thuốc từ đây thì các bạn có thể không có con luôn đó, đó là cái sự thật. Còn nếu mà em dùng estrogen, em dùng progesterone với liều cao, cái loại chích đó, 3 tháng 6 tháng cô nói rồi, một cái liều rất là cao nó vô nó ức chế một cái á, là nó ngưng luôn đó. Đôi khi đó em ngưng thuốc em không chích nữa, có khi 5-6 tháng sau nó vẫn không có kinh trở lại nha, nó vẫn không có kinh trở lại, coi như là không có con luôn đó. Hoặc là nó có kinh trở lại nhưng mà cũng khó tới thụ thai đó, là đối với cái loại mà dùng progesterone liều cao. Còn đối với lại estrogen liều cao mà mình nạo thai bằng thuốc á, thì em nạo thì giống như là
em làm cho nó bong tróc cái nội mạc, tức là sau đó thì nó bong tróc không có đúng chu kỳ của nó, đương nhiên là nó không có bình thường ha. Và nếu mà mình áp dụng cái đó thường xuyên, ví dụ như nhiều lần, thì cái nội mạc tử cung của mấy em nó giống như nó có sẹo rồi ha. Và do đó là khi em ngưng không dùng nữa đó, thì có nhiều khả năng nó không có cái tử cung đó nó bị chai rồi. À, nó không có chấp nhận được cái thai đã đậu thai, đã cái trứng đã thụ thai đậu vào. Do đó là nhiều khi á, mình dùng cái loại này thường xuyên á, rồi sau đó người phụ nữ cũng không có bầu luôn. Đó. Do đó là đối với là những người trẻ mà muốn trong thời gian muốn học tập, muốn làm việc, chưa có sự nghiệp mà sau này muốn có con á, thì không nên dùng thuốc ngừa thai. Đó, giới hạn tối đa cái việc sử dụng thuốc ngừa thai. Người ta có thể dùng nhiều cách khác đó, ví dụ như là dựa vào cái nhiệt độ cơ thể, hoặc là dựa vào cái oxygen này nọ, hoặc là giao hợp rồi cho ra sớm gì đó, nhưng mà nó, hoặc là dùng bao cao su thậm chí như vậy, nhưng mà nó sẽ không có ảnh hưởng trầm trọng như là sử dụng thuốc ngừa thai. Dạ em cảm ơn cô ạ. Hiểu rõ chưa? Bởi vậy cho Dạ nên là trên thực tế mình sử dụng cái này là con dao hai lưỡi. Đó, thí dụ bây giờ cái người bệnh nhân của em đã có con trai con gái đầy đủ rồi, bây giờ không muốn sanh nữa, bây giờ mà không muốn uống thuốc nó hành hoài, nó không muốn uống thuốc, nó muốn chích à, thì em chích được không? Được. Tại vì bạn này có con trai con gái rồi, đó, thì có thể chích được. Nhưng mà cái cặp này chưa hề có đứa con nào hết, mà sau này muốn có con mà giờ có dùng thuốc chích được không? Vậy là không á, chống chỉ định á, không có cho được đó. Bạn cho là bạn hại người ta đó, còn uống thuốc ngừa thai thì được, nhưng mà bạn phải giải thích cặn kẽ cho người ta cái nguy cơ người ta có thể bị sau khi người ta ngưng thuốc. dạ em cảm ơn cô ạ. Cô ơi, em có câu hỏi. Rồi. Nếu như mà mình không có dùng những cái biện pháp mà uống thuốc á, mà mình dùng bằng biện pháp đặt vòng nhưng mà bệnh nhân lại không có ra kinh thì có nghĩa là buồng trứng hay là gì có vấn đề hả cô? Nguyên tắc là em đặt vòng á, thì nó không có ảnh hưởng gì đến kinh, em đặt vòng thì nó vẫn ra kinh như thường. Còn nếu mà bây giờ đặt vòng mà vẫn không có ra kinh thì là mình phải coi coi bệnh nhân có vấn đề gì về tuyến nội tiết hay không. Chứ còn em đặt vòng là em chỉ lấy một cái dụng cụ em đặt vào trong tử cung, là một cái vật lạ. Và khi mà em đặt vào tử cung á, thì nguyên tắc là khi mình đặt một cái vật lạ vào trong tử cung á, thì cái tử cung của người phụ nữ nó không có chấp nhận cái vật lạ nó đâu, là nó sẽ nguyên tắc là nó tìm cách nó thải loại cái vật lạ nó ra ngoài. Do đó là những cái chỗ nào mà cái vòng mà nó tiếp xúc với cái niêm mạc tử cung á, những cái chỗ đó nó sẽ bị viêm mãn tính đó. Và cái quá trình mà viêm với lại có cái vòng á, thì tử cung nó hay co bóp để nó đẩy cái vòng ra, tại nó đâu có chịu cái vòng đâu ha. Vì vậy cho nên cái nội mạc tử cung á, nó khó mà chấp nhận một cái trứng mà nó đã thụ thai nó đậu vào đó, thì nguyên tắc của cái vòng là như vậy, nó không ảnh hưởng, không có liên quan gì đến hormone đó đó. Đó là chỉ viêm tại chỗ, tăng co bóp tại chỗ, và cái tử cung, cái niêm mạc nó không có trơn láng, rồi nó không có chấp nhận cái trứng mà nó đậu vào đó. Và nhiều trường hợp viêm tới viêm lui hoài á, thì cái vòng á nó sẽ lấn sâu vào cái nội mạc tử cung, và thậm chí là có nhiều người đó là cái vòng nó đi luôn xuyên qua cái tử cung, nó đi vô bụng luôn vậy đó. Đó là nó cứ viêm tới viêm lui mà nó cứ lấn tới lấn 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 vô, rồi có nhiều khi để vòng lâu năm quá rồi cái lấy ra không được, tại vì nó dính vô thành của tử cung. Lúc đó thì chúng ta muốn lấy ra thì phải là can thiệp phẫu thuật. Cho nên cơ chế của đặt vòng nó là một cái cơ chế khác, nó không quá giống với thuốc ngừa thai. Dạ cô ơi, em cái vấn đề về cái vấn đề vòng thì em cũng có tìm hiểu cô, thì vòng nó có hai loại là cái loại vòng kim loại,
Và một một cái loại vòng nữa là người ta có thêm cái loại hormone trong đó đó cô. Thì nó bác sĩ có nói với em á, thì cái loại vòng đó nó có tác dụng 5 năm hoặc là 10 năm gì đó. Thì cái loại vòng đó thì em nghĩ thì cái tác dụng của nó và cái tác dụng phụ của nó cũng tương đương với uống thuốc như vậy đó cô. Cho Đúng nên là rồi, nếu thì đó là phóng thích hormone tại chỗ đó, thì nó dạ phóng thích hormone tại chỗ bằng cách là cho thuốc vào trong cái vòng, hoặc là nhiều miếng dán đó, mấy em thấy dán ở ngoài da đó, hoặc là người ta dạ cấy dưới da, thì thay vì bây giờ chích hay là uống thì bây giờ người ta dán ở dưới da, hoặc là người ta cho cái hormone vào trong cái vòng rồi nó giải phóng từ từ cái thuốc ra, hormone ra. Nhưng mà dù là với hình thức nào thì nó vẫn có cái nguyên tắc chung là hormone đó là từ bên ngoài em đem vào cơ thể, và khi mà nó đã vào máu rồi á thì cái nồng độ hormone ở trong máu của mấy em là nó đủ rồi, và như vậy thì nó sẽ ức chế trở lại cái hạ đồi mà tuyến yên, không có cho hai cái bài tiết hormone ở hai cái cơ quan này, do đó là không có rụng trứng và không có thai. Rồi, được chưa? Còn câu hỏi gì nữa không? Dạ không cô. Dạ em cảm ơn cô. Dạ em cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì cô nghĩ là 9 giờ rưỡi rồi. À, vì vậy cho nên là chúng ta nghỉ một chút được không mấy em? Dạ được Rồi, ạ. chúng ta Dạ nghỉ khoảng ok. 15 phút rồi chúng ta sẽ học lại nha. Dạ. Dạ.